Điểm mặt 5 mẫu xe chống đạn tốt nhất dành cho các nguyên thủ quốc gia. 1. Clarkson Rolls-Royce Phantom bọc thép, được trang bị lớp chống đạn B7 và thêm vách ngăn, giúp hành khách an toàn trong các trường hợp nguy cấp hoặc cháy nổ, giá từ 3,3 triệu đô la Mỹ. 2. Mercedes-Maybach S-Class Pullman Guide. Đây là chiếc xe được nhiều nguyên thủ lựa chọn, trong đó có ông Kim Jong-un. Thân xe bọc thép chống đạn, lốp xe cũng chống đạn, giá từ 1,4 triệu euro. 3. Clarkson Rolls-Royce Cullinan. Xe có hệ thống bảo vệ được tích hợp vào tất cả các cánh cửa, trần và sàn đều được bọc thép để chịu được sức công phá của hai quả lựu đạn DM51 phát nổ đồng thời, giá từ 833.000 euro. 4. Clarkson Range Rover Autobiography. Toàn bộ xe đã được nâng cấp lên độ chống đạn VR8, có khả năng chịu được đạn cỡ 7,62mm từ khoảng cách 10m, có giá 811.000 đô la Mỹ. 5. Mercedes-Benz S680 Guide, sở hữu hệ thống bảo vệ tích hợp, được trang bị cửa kính nhiều lớp ở mức độ an toàn VR10, chịu được đạn của súng trường tấn công, giá từ 457.100 euro.